gần như được chuẩn rồi gì mà. Trong như bạn đến với trận chung kết mùa giải. Rất nguy hiểm, một pha đá bóng đi. Con điểm dư điểm hơi vội cho chúng rồi. Không tìm đủ người thì rốt mở cho các người. Tiếp tục chúng ta đá biên. Cam người rất giỏi, cầu thủ nhưng mà vào bóng trên như vậy. Cam rất giỏi, Cam Hà rất giỏi trên. Mỗi đường quả, quả. Nói cho mất luôn về sau nữa. Bóng của mẹ. Xin lỗi do Tuấn Hải vào cố vào. Vâng, chúng ta xác định là bóng chưa chạm đầu của Văn Minh. Quang Trung không được, vẫn còn bóng, vẫn còn nguyên. Bá Hiệp qua hai cầu thủ không thể qua được. Thế bảo bốn người kèm một. Quang Hiệp, Bá Hiệp không được. Vâng, con xin được nó bóng đi ạ. Một nửa bóng ra ngoài, trận đấu sẽ được dừng lại. Quang Trung, Quang Trung, Quang Trung, đưa với, không được, không được. Vị trí này rất gần máy quay, chúng vẫn nữa, chúng mới quay như chơi. Vũ Thắng, Vũ Thắng, không thể cắn nữa được. Tấn Hải, sút vào! Một cú sút thần của Tấn Hải. Và từ dòng phía dưới điểm từ rất xa. Chúng ta có thể nên ngăn ở đúng vừa rồi. Lại là một cơ phỏng xuất xa nữa của Bá Hiệp. Quang Trung xin đẩy về hậu vệ. Thế vào để lên cao. Tấn Hải là ra rất nhanh. Tài đá bóng rất có ý đồ của các cầu thủ K10. Quang Trung, vâng. Mình không được, vẫn còn. Pha đá bóng sống và mình đã phá bóng. Kéo anh.
thấy đâu. Được con nào? Hay cầu thủ quả chưa? Một siêu tiền đạo, một pha không cần lấy đà phải chân trái từ góc xa, bóng đi đúng góc ra và thủ môn Quang Trung. Một pha bóng hỗn độn trong vòng cấm, đá chặt khối sao à, nó sắp vào, quyết định chinh mũi từ góc rất đẹp. Quang Nghiệp đi nào. Chuyển cực kỳ thông minh của Đức Minh và pha chặt khe. Không ai kèm kèm vâng. Không ai kèm tấn này trong những vừa rồi pha dứt điểm rất mạnh. Rất may là bóng thì trúng người Vũ Thắng. Có khoảng trống một phạt vô đánh ý đồ của Đức Minh. Văn Hưng, Vĩnh Long, Quang Trung. Pha vô một trạng rất đẹp của K12. Người khởi xướng là Văn Hưng. Vĩnh Long là người chọc ke và Quang Trung người thực hiện phán quyết cuối cùng, tỷ số là 3-6. Chỉ phòng ngự và tham gia tấn công cũng cực kỳ hiệu quả. Với một và phá một tình huống dứt điểm cực kỳ nguy hiểm. Quang Trung không thể qua được Bá Hiệp. Bá Hiệp qua được hai cầu thủ rồi. Không vào và tỷ điểm cuối cùng thì chúng không được. Văn Quý có vẻ như đã không thể kỳ bình chấn thương sau một vài thi đấu anh đã ra nghỉ và không thể tiếp tục thi đấu tiếp. Đá biên cho K12. Một pha đá biên lỗi rồi và Bá Hiệp không được, không thể vượt qua được Vũ Thắng. Không được. Trong tầm tay của Cam Người, Cam Người 2 họ sẽ làm gì đến cuối. Quang Trung, Vĩnh Long, không được. Đây sẽ không còn cơ hội cho Cam Người nữa rồi. Họ đã thể hiện rất tốt, chút nữa đã vượt qua được, đã vượt qua được hai đối thủ cực kỳ mạnh là K9, K09 và Nghiên Cứu Sinh để bước vào trận chung kết. Có lẽ đây là một thành công rất lớn của họ rồi. Quang Trung, Văn Hưng ở trên. Vâng, đường trường Quang Trung là hơi nhẹ và đứng công thể. Văn Đức Minh đã chỉ đội được pha bóng. Những giây cuối cùng chúng ta vẫn chưa thở qua. Có lẽ chúng ta đang chờ bóng chết. Quang Trung tôi không chuyển thấy bản thân Vĩnh Long. Trung rồi. Quang Trung đã thở rồi, kết thúc.